Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện, kênh video chuyên về phụ tùng làm đỗ xe 3 bánh 4 bánh. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ làm xe 4 bánh sử dụng cái bộ số 5 tạ nhíp 5 ná bánh 400-12, hệ thống lái đầy đủ. Bộ này mình có trang bị cho các bạn hai loại số 5 tạ, đấy là 4 tiến một lùi và 5 tiến một lùi, thì tùy các bạn lựa chọn. Cầu thì có các loại từ 1m1 nắp bánh thành 1m2 cho đến 65cm, tùy các bạn lựa chọn. Khi các bạn nắp bánh thì nó sẽ thêm khoảng 10cm nữa. Hệ thống lái đầy đủ, cầu trước thẳng không phanh, cầu sau thì dùng phanh cơ. Bộ này thích hợp cho các bạn sử dụng để chở hàng với sức tải khoảng 5 đến 7 tạ là không vấn đề gì cả. Các bạn xem video thì đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng. Thì sau đây em sẽ đi chi tiết cho các bạn từng hạng mục một. Trước tiên là về cái cầu sau. Cầu sau đây thì cầu các đăng. Cầu này là cầu trong bộ này là cầu 1m1, thì tùy các bạn thôi, các bạn lựa chọn các loại. Cầu này cầu 1m1. Cái đường kính tăng bua là 180. Đường kính nó lớn thì phanh nó ăn hơn. Đấy là phần cầu sau. Tiếp đến là cái phần số 5 tạ. Số 5 tạ thì có trang bị cho các bạn các cái đầu khớp lối. Đây là phần các đăng, thì lối từ đây có một cái các đăng, hai cái găng đăng, hai cái khớp trượt. Còn đây là cái khớp 18 răng để các bạn cắm vào đây. Sau đó là các bạn hàn vào cái các đăng này. Đây là phần lối về phía cầu. Tiếp theo là đến phần nối về phía máy, thì cái phần này là cái này là 6 răng và lốp 17, thì phù hợp cho các loại xe máy 110 là các bạn cắm thẳng vào đây. Đây là bộ bàn số, dây số. Đấy, cần số hay sang số thì như ô tô rồi. Bộ này thì nó có cái ưu điểm là khi các bạn làm xe thì cái phần số má nó rất là nhàn. Đấy. Đây là phần cầu trước. Cầu trước thì là cầu thẳng không phanh. Các bạn làm một cái ống 60, các bạn hàn từ đây về phía bên kia. Hàn vào đây, các bạn lưu ý cái con ốc này là phía đây bên trên. Cái rằng lái này thì các bạn để phía trước, phía sau không quan trọng. Thì khi các bạn làm cái hệ thống lái này thì các bạn nó lái ngược thì các bạn chỉ đảo đầu thước lái là xong thôi. Đây hệ thống lái đây, cụm công tắc này, ổ khóa này, ổ khóa có đề này, vô lăng loại dày này, đấy, bánh xe đây, bánh xe 400-12, cái trang bị thêm bộ này có trang bị cả ốp cho trang trí này, cho nó đẹp. Đấy, bánh thì sức tải của bánh là 355 kg một bánh. Đường kính là 50cm, bản rộng là 10cm. Đây là phụ kiện phanh chân này. Phụ kiện phanh chân thì bao gồm 4 cái tai kép này để các bạn kéo phanh, hai cái kéo về đằng sau, một cái kéo về phía chân phanh và một cái thì kéo về phía tay phanh. Còn đây là hai cái khớp này, là hai cái bàn này treo. Đây là chân phanh và tay phanh. Tay phanh dừng đỗ này. Đũa phanh dài 80-70 này, tùy. Đấy. Tiếp theo là giới thiệu đến các bạn bộ nhíp này, là nhíp 5 lá này. Nhíp 5 lá dài 70. Đấy. Thì phụ kiện rất là đầy đủ. Phụ kiện bên em thì lúc nào cũng rất là đẹp. Đây. Đây là phần gật gù này. Đấy. Cái này là sẽ móc về phía đằng sau này. Khi cái nhíp mà nó duỗi ra thì nó sẽ gật gù như thế này. Đây là phần đằng sau. Đây là phần mặt bích để ôm cái quang. Đây là quang nhíp này.
Đây hai cái củ này là hàn lên khung xe này. Cái củ này hàn lên, khi các bạn hàn lên khung thì nó sẽ như thế này. Đấy, thì xỏ nhíp vào đây. Cái này nó sẽ bắt như này. Đấy. Các bạn hàn cái này lên khung. Hàn lên khung này. Đấy, thì cái này xỏ qua đây. Còn bên kia thì nó có cái u. Tất cả các loại ốc này đều là ốc chống trôi nhé. Rất là đẹp. Đây là cái u cố định này. Rất là to. Đấy. Trục 12 này. Cao su đen này. Đấy. Bộ này là bộ tương đối đầy đủ, các bạn chỉ cần trang bị thêm đèn đóm nữa thôi là hết. Không còn gì nữa. Và mọi thắc mắc về giá thành sản phẩm hay thông số kỹ thuật, các bạn có thể xem thêm phần mô tả sản phẩm. Đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ bấm vào đăng ký kênh. Bật thêm cái chuông để nhận được những cái thông báo khi có video mới đăng lên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Đây là cái bộ số lăm tạ này. Cái số lăm tạ thì bên em lúc nào cũng dọn sạch cho các bạn này, bảo dưỡng vi bọt các thứ này, sơn lại này, và cắt gọt những cái phần râu thừa này đi rồi đấy. Thì các bạn về nhà chỉ việc làm thôi, không cần phải chế lại, cũng không cần phải kiểm tra nữa. Đấy, làm sẵn cho các bạn luôn này, nhìn như mới luôn. Đấy, sơn xịt trắng tinh luôn. Thì các bạn mua cái này về là dùng luôn thôi, thì nhàn cho các bạn đỡ mất thời gian. Đấy, đam mê mà không có thời gian thì cứ phải mua cái bộ như thế này, làm cho nó đẹp.